Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cuối cùng họ cũng được gặp nhau. Suốt một thời gian dài như vậy, không lẽ cô ấy không nhận ra đó là mẹ của mình hay sao chứ? Thiệt là không hợp lý một chút nào. Thì đây là chương trình TV mà con. Ba đang khóc hả ba? Mẹ ơi, ba đang khóc kìa. Người lớn mà khóc nha. Đâu có, bà cũng mấy đứa con khóc đâu. Chỉ tại cái gì đó bay vô mắt ba thôi. Mùa tuyệt vời nhất của ba. Bà xã, em có thấy cái áo khoác của anh đâu không? Cái áo không có trong đó hả anh? Em cũng không biết nữa. Ê, anh nhớ là đã treo nó ở trong đây mà ta, sao không thấy nữa? Thôi kệ đi anh. Dù gì thì cái áo đó anh cũng đã mua 10 năm rồi. Anh sẽ không muốn mặc nữa đâu. Sao lại không muốn mặc chứ? Cái áo đó càng lâu thì càng tốt. À, hay là em đã mang ra tiệm giặt ủi rồi? Năm ngoái anh có lấy ra mặc một lần có đúng không? Không sao, lát nữa trên đường đi làm anh sẽ ghé qua tiệm lấy cũng được. Ông xã ơi, cái áo đó không có ở đó đâu, anh cứ đi làm đi. Không được mà, mùa thu sắp trôi qua rồi. Còn anh thì lại muốn mặc nó vào mùa thu. Xin chào, anh đang định đi làm đó hả? Đúng vậy, nhưng mà cái áo khoác đó. Cái này sao, anh thấy nó có đẹp không? Hôm trước lúc chị dọn dẹp nhà cửa, em thấy chị bỏ đi nên em đã xin lại đó. Đàn ông thì nên mặc áo khoác vào mùa thu đúng không anh? Tại sao em lại bỏ áo của anh? Anh à, không phải như vậy đâu. Chuyện gì vậy chị? Bộ em nói cái gì sai sao? Em còn dám hỏi câu đó nữa hả? Anh nghe em nói đi, anh không nên mặc áo đó đi làm đâu. Cái áo này có vấn đề gì hay sao? Điều anh không ngờ đến là em thực sự lại muốn bỏ nó đi. Bộ em không nhớ rằng cái áo này rất có ý nghĩa với chúng ta hay sao? Cái áo này anh đã mặc được hơn 10 năm rồi mà. Nếu anh còn mặc nữa người ta sẽ cười đó. Thậm chí người ta cũng sẽ nhạo báng em. Tại sao anh ta có thể mặc cái áo thì ghê vậy? Thì ghê hả? Em xin lỗi vì đã không hỏi ý anh trước. Nhưng em nghĩ anh không nên mặc nó nữa. Hay là vậy đi, anh đưa cái áo cho em để em mang tới tiệm giặt ủi nha. Em đang định gạt anh có đúng không? Nếu đưa cái áo này cho em, em sẽ lại bỏ nó giống như lần trước. Ôi, thiệt tình, sao anh ấy lại mê nó quá vậy? Simon, bạn có thích không? Âm thanh dẫm lên những chiếc lá đó. Simon, bạn có thích không? Âm thanh dẫm lên những chiếc lá. Ôi, mùa của những người đàn ông cô đơn. Ai sẽ hiểu được nỗi cô đơn này? Chào mọi người. Có chuyện gì vậy? Các cô có gì muốn nói sao? Dạ không có. Chỉ là em thấy anh hơi khác khác với mọi ngày thôi ạ. Thật vậy hả? Tôi cũng không chú ý cho lắm. Nhưng mà nhìn tôi vẫn ổn đúng chứ? Bộ bà xã của anh đang đi du lịch rồi sao? Sao vậy? Không lẽ nhìn tôi rất cô đơn hả? Dạ không phải đâu. Tại tôi thấy hôm nay anh đi làm mà sao áo quần nhăn nheo quá đó mà. Cho nên tôi nghĩ chắc chị Choi không có ở nhà rồi. Không phải, không phải như vậy đâu. Anh Choi nè. Anh lại cãi nhau với chị nhà rồi đúng không? Cũng không hẳn là vậy đâu sếp à. Cái áo này của anh hả? Nhìn khác với phong cách thường ngày. Thiệt là, anh ấy nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, vậy mà lại mặc cái áo đó. Sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Chị ơi, hôm nay đừng có phơi đồ nha, trời sẽ mưa đó. Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời sẽ mưa đâu cậu. Kệ cậu con đi. Cứ chờ mà xem, rồi chị sẽ hối hận. Xin chào giám đốc, xin tự giới thiệu, tôi là trưởng phòng Choi Ho-don. Rất vui được gặp giám đốc. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh về sản phẩm của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi, nhưng chắc chúng ta không hợp tác được rồi. Sao chứ, bộ có vấn đề gì hay sao giám đốc? Không có gì, chỉ là tôi không thể tin tưởng sản phẩm của anh thôi. Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh lắm.
Trong ngày đầu đi gặp khách hàng mà anh lại ăn mặc như vậy, điều đó cũng đã phản ánh lên sản phẩm của các anh rồi. Gì chứ, không phải đâu giám đốc ở chuyện này. Đủ rồi, tôi phải đi ngay bây giờ. Anh cứ xem như chuyện hợp tác này chưa từng xảy ra đi. Ủa, trời mưa rồi nè. Thấy chưa, em đã nói là sẽ mưa rồi mà. Cậu ơi, làm sao cậu biết được vậy? Rõ ràng tivi đâu có nói. Cái này là do hồi 2 năm trước cậu bị bong gân ở chân nè. Từ đó trở đi, mỗi khi trời mưa, mắt cá chân của cậu sẽ bị đau nhói lên. Hôm nay nó đau cho nên cậu mới biết đó. Cậu thiệt là giỏi quá đây. À, chuyện này thì có là gì. Nếu mấy đứa có chuyện gì muốn làm thì cứ nói với cậu nha. Cậu nhất định sẽ làm hết cho mấy đứa. Sao cậu không kể cho tụi nhỏ nghe lý do tại sao cậu lại bị bong gân như vậy đi? À, thôi mà chị, đây là điều duy nhất em có thể tự hào đó. Mẹ ơi, sao cậu bị bong gân vậy mẹ? Cậu có con gì đuổi theo một cô gái xinh đẹp nên mới bị té cầu thang đến bong gân. Chị đừng có nói như vậy mà, tụi nhỏ sẽ tin là thật đó. Mẹ ơi, áo của chú ấy bị gì vậy mẹ? Nhìn nó nhăn nhèo giống như cái khăn lau nhà vậy. Không nên nói người khác như vậy đâu con. Ôi trời ơi ông xã, anh đã dầm mưa để đi về hả? Ôi làm sao đây, anh bị cảm rồi kìa. Thiệt tình. Mẹ ơi, ba bị bệnh rồi hả mẹ? Ông xã, anh thật là ngốc quá đi. Cái áo khoác của anh có bị sao không? Em không biết nó quan trọng với anh tới mức nào đâu. Mẹ ơi, ba đang nói cái gì vậy? Ba bị mê sản rồi sao? Em nhận đi, đây chính là quà Giáng sinh của em. Ôi trời ơi, anh không cần phải làm như vậy đâu mà. Anh nghĩ là nó rất hợp với em, nhưng nếu như em thấy không thích thì em cứ nói với anh, mình sẽ đi chọn cái khác. Anh đã đi mua nó ở trung tâm thương mại đằng kia kìa. Trung tâm thương mại sao? Ở đó mắc lắm. Anh mua cái gì vậy? Coi kìa, em thích nó tới vậy sao? Thật ra cũng không có gì to tát lắm đâu. Em xin lỗi nha, anh Hodon. Cái gì? Mái tóc dài của em đâu mất tiêu rồi? Hodon nè, lần trước chúng ta đi xem phim, anh nói rất thích cái áo khoác diễn viên nam chính mặc, anh có nhớ không? Cho nên em muốn mua tặng anh nhân dịp Giáng sinh này. Cũng tức là em đã cắt mái tóc xinh đẹp của mình để mua áo khoác cho anh hay sao? Tóc cắt rồi cũng sẽ sớm mọc dài lại thôi mà anh. Nhưng em xin lỗi nha, vì lúc này chưa có thể sử dụng các cột tóc mà anh tặng được. Trời lạnh lắm đó, anh không nên mặc nó đâu. Cái áo này không đủ để giữ ấm. Đâu có, trời không hề lạnh chút nào hết. Em biết không, đây không phải là một cái áo khoác bình thường đâu nha. Bởi vì trong chiếc áo này có chứa tình yêu ấm áp và sự quan tâm của em, nên nó chính là cái áo ấm nhất trên thế giới này. Anh nhất định sẽ thường xuyên mặc nó, bất chấp thời tiết có như thế nào luôn. Nhưng mà anh sẽ bị cảm lạnh đó. Anh không hề thấy lạnh chút nào hết. Anh thiệt là... Trời, anh Hodon, đồng hồ của anh đâu mất rồi? Anh dùng để mua quà cho em. Không lẽ anh đã bán cái đồng hồ đó để mua quà cho em hay sao? Đâu có đâu, anh chỉ nhờ người ta giữ giùm thôi. Em không cần phải lo đâu, lần sau anh sẽ lấy lại. Anh Hodon à. Này anh. Ai trời, đúng là nếu bỏ nó đi thì thật đáng tiếc. Ốp, cái nút áo lại rớt ra rồi. Không biết mình đã cất hộp kim chỉ ở đâu rồi ta. Ồ. Ừ.
Ồ, coi kìa, anh đã mua áo khoác mới rồi đó hả? Vậy là em sẽ được cái áo cũ của anh đúng không? Anh xin lỗi nhiều lắm nha, nhưng anh không thể nào cho em được, vì đây chính là cái áo đó. Cái gì? Ba ơi, hôm nay nhìn ba đẹp trai quá đi. Năm của tụi con là số 1. Đây chính là người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Đây không phải là cái áo khoác bình thường, mình sẽ mặc nó hoài luôn. Nè bé ơi, coi chừng đó. Con không sao chứ? Dạ, con không sao. Mi Sức à, con có sao không? Dạ, con không sao đâu ba. Cũng nhờ có chú tuyệt vời này đã cứu con đó. Ba coi, áo chú ấy giống siêu nhân không nè. Kìa, trưởng phòng Choi. À, thì ra thằng bé này chính là con trai của anh sao? À, may mà thằng bé không bị sao hết đó. Vậy tôi đi nha. Dạ, Choi Ho-don nghe đây. Dạ. À, cảm ơn giám đốc. À, dạ được, ngày mai tôi sẽ đi qua đó liền. Hình như anh có tình tốt thì phải. Chính là khách hàng hôm bữa đó giám đốc. Anh ấy nói muốn ký hợp đồng với chúng ta đó. Chúc mừng anh nha, trưởng phòng Choi. Hôm nay nhìn anh tuyệt vời lắm anh Choi à. Ủa, cuốn sách khoa học của mình đâu rồi? Trà đu nè, có khi nào bạn để quên ở phòng thí nghiệm không? À, đúng rồi ha. Câu chuyện tình yêu. Ủa? Có bể cá kìa. Wow, nhìn chúng đẹp quá à. Giải phẫu sao? Mấy đứa nhanh lên đi. Chào em. Chào anh. Anh là ai? Anh muốn hỏi là em đang làm gì ở đây vậy? Vậy em sẽ làm gì với chúng? Em không thể nào đứng yên mà nhìn mấy con cá dễ thương này bị giải phẫu được đâu. Em phải giúp chúng tới một chỗ khác, nếu không chúng sẽ chết mất. Mà nè, em tên gì vậy? Mà em đang học ở lớp nào? Hả? Em tên là Choi Chadu, hiện đang học lớp 3. Rất vui được làm quen với em. Anh tên là Romy. Anh sẽ giúp em giải cứu những con cá này, nên em đừng lo nha. Vì anh không thể để đôi tay nhỏ bé dễ thương này bị hôi mùi cá được. Choi Chadu à, em thật là dễ thương. Chadu ơi, nãy giờ có một người cứ đi hỏi thăm về bạn kia kìa. Bạn mau ra gặp người ấy đi, nhanh lên. Chào Chadu, là anh đây nè. Em có muốn giữ chúng không? Thí nghiệm hôm qua không anh? Đúng vậy. Anh sẽ không giải phẫu chúng đâu. Anh còn đặt cho chúng những cái tên rất hay nữa. Chúng tên là Chadu. Ngày mai em có muốn đi cùng với anh mua thức ăn cho cá hay không Chadu? Có chuyện gì vậy? Mà bạn không biết sao mà còn hỏi. Anh ấy chính là học sinh nổi tiếng nhất trường của chúng ta đó. Anh ấy đẹp trai nè, cao ráo nè, thông minh và còn rất giàu nữa. Lần đầu tiên mình biết anh ấy luôn đó. Bởi vì bạn lúc nào cũng chỉ quan tâm tới bóng đá thôi nên mới không biết. Anh ấy không cần mấy con cá đó nữa mới cho bạn, chứ có chuyện gì to tát đâu. Nhưng mà anh ấy rủ mình ngày mai cùng anh ấy đi mua thức ăn cho cá. Mình có nên đi không ta?
Mình ghen tị với bạn quá à. Hai người hẹn gặp nhau ở đâu vậy? Thật đáng ghét. Anh ấy là mẫu người mình khó mà giới tới được. Shadow ơi, hãy thử bộ này đi. Bộ này nhìn có vẻ nữ tính quá Minji à. Nhưng mà mình rất là thích nó đó. Bạn thử cái này nữa nè. Mình nghĩ nó sẽ rất hợp với bạn đó. Đẹp quá à. Mỗi lần ăn thịt nướng xong môi của mình cũng giống y như vậy luôn đó. Shadow nè, bạn không thể để chảy nước dãi như vậy trước mặt Romy đâu. Shadow ơi. Anh ấy tới rồi. Dạ con xin phép đi đây. Hả? Cô bé đó là ai mà vào nhà mình vậy? Ồ, Shadow nè, chúng ta chơi thử cái này nha. Wow, em cũng muốn thử một lần đó. Ôi trời, em không thể điều khiển được sức mạnh của em nữa. Càng hiểu thêm về Shadow, anh càng thích em nhiều hơn. Dính miệng kìa. Để anh gọi thêm cho em 3 phần nữa nha. Em nghĩ là anh kêu thêm 5 phần nữa thì sẽ hay hơn đó. Em không sao chứ? Em không sao hết. Phải công nhận thời gian trôi qua nhanh quá. Anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Bây giờ đã trễ lắm rồi, mẹ của em sẽ tức giận cho con. Anh ước gì anh biết em sớm hơn Shadow à. Hôm nay chúng ta đã có khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Hả? Đó là Shadow mà. Em cũng thiệt là, sao em ở nhà mà lại không ngăn cản Shadow chứ? Có chuyện gì mà anh nóng quá vậy? Anh vừa đi về đã thấy Shadow hẹn hò với con trai của bác Sunri ngay trước nhà mình. Cái gì? Anh đang nói giỡn hả? Ê, giỡn gì chứ, tên bác Sunri độc ác đó. Ông xã à, anh nói lần này chắc chắn anh sẽ được thăng chức mà. Là do bác Sunri, anh ta đã cướp dự án của anh rồi biến nó thành dự án của mình đi tranh công với sếp. Chính vì có dự án đó mà anh ta đã được thăng chức. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nhưng mà ba ơi, đó không phải là lỗi của anh Romy mà. Anh Romy không hề làm chuyện gì sai hết. Đủ rồi, từ giờ con không được gặp bạn ấy nữa. Chị nghe lời của mẹ đi chị Shadow à. Không thích, chị sẽ vẫn gặp anh ấy. Chắc gì sau này anh ấy sẽ cưới chị chứ. Thì chỉ cưới anh ấy là được thôi. Cái gì? Tụi con thật sự rất thích nhau. Chuyện này cũng có thể xảy ra mà. Dạ xin chào, có phải Shadow nghe máy không ạ? Shadow đang ở kế bên cô, nhưng hiện giờ không thể nghe điện thoại được. Anh Romy ơi. Là anh đây, Shadow à. Chị ơi, nếu như chị cứ như vậy ba mẹ sẽ tức giận đó. Em đang làm gì vậy hả Mimi? Mẹ đã hứa sẽ tăng tiền tiêu dặt. Nếu em có thể thành công làm cho chị không gặp anh ấy nữa. Tại sao anh Romy lại phải là con trai của ông Park vậy? Không biết nữa. Shadow ơi. Hôm nay anh chạy tới tận đây là gì? Anh có một chuyện muốn báo cho em biết đó. Shadow à, em nhìn nè, anh nhận được giải nhất trong cuộc thi sáng chế. Anh thật giỏi quá. Cũng nhờ có em mà anh đã chăm chỉ hơn. Anh còn viết một bài thơ dành riêng cho em nữa nè. Em có muốn nghe thử không? Dạ có, em sẵn sàng nghe rồi đây. Romy chỉ là chú cá tung tăng,
Cha đu là nước, giúp cá kia được thỏa thích vẫy vùng. Nếu một ngày nước không còn nữa, cá kia không thở được, trái tim sẽ chôn cùng nước luôn. Anh Rami ơi, cha đu ơi, các con đang đóng phim hả? Mẹ ơi mẹ, xin mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa mà. Con đừng có mơ nữa. Mẹ bỏ con ra rồi. Anh Rami ơi, cha đu ơi, anh không sao đâu mà. Mình nói nghe nè Minchi, mình đã suy nghĩ chuyện này rất là lâu rồi. Hãy đưa cái này cho anh Romy giùm mình được không? Cha đu à, đã trễ hơn một tiếng rồi. Cha đu ơi, em đã tới rồi. Em tới đây là để nói với anh một chuyện. Cha đu à, anh Romy, cái nhẫn đó em có thích nó không? Cha đu, chúng ta hãy mãi mãi bên nhau nha. Anh Romy, anh thật sự, nhưng mà em không muốn đâu. Sao vậy cha đu? Chuyện này mình nghĩ bạn cần phải biết. Có chuyện gì vậy hả Minchi? Anh Romy thắng giải thưởng ở cuộc thi sáng chế là do anh ấy đã ăn cắp. Sáng chế đó là bài thi của một thí sinh khác đó cha đu. Mình nghe được chuyện này khi đến đưa thư cho anh ấy đó. Hả? Bạn nói cái gì chứ? Tại sao anh có thể làm một chuyện như vậy hả? Cha đu à, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Đã thực sự hy vọng đó không phải là sự thật. Cha đu à, xin hãy nghe anh giải thích đi mà. Em rất thất vọng về anh. Nhưng mà tình cảm của em dành cho anh lại là thật. Anh Romy à, bạn ấy trả lại cho anh cái này nè. Vậy sao? Cảm ơn em nha Minchi. Thời gian qua bạn ấy đã chăm sóc chúng rất là tốt. Sẽ có một ngày anh sẽ đến bên em một lần nữa. Cha đu à, anh đi làm đây, chúc em đi làm gặp nhiều may mắn. Ôi, em cũng không biết nữa. Đã ở nhà lâu quá rồi, bây giờ đi làm lại em cảm thấy rất bối rối. Chuyện gì vậy? Mẹ sẽ đi làm lại sao? Tại sao chứ mẹ? Bà Bi cũng sắp tới ngày đi học rồi, và con cũng sắp vào học viện nữa. Có cháy kìa, có cháy kìa. Bi bo, bi bo. Con đang hát bài chủ đề về lửa hả? Ôi, nhưng sao bà lại ngửi thấy mùi khét ta? Hay là em vô kịp. Sáng chút nữa thì tiêu. Thưa anh, mẹ, đi làm đây. Khoan đã cha đu, con nói là con cần tiền để đóng tiền đi giả ngoại có đúng không? Gì vậy? Hôm qua mẹ đã cho mình rồi mà, không thể nào mẹ lại quên nhanh như vậy được. Mẹ đang thử mình sao? Nếu mẹ lỡ quên chưa đưa cho con, ít nhất con cũng nên nhắc mẹ một tiếng chứ. Mình nên làm gì đây, nên làm gì đây? Nói sự thật hay nên im luôn? Khó nghĩ quá. Bạn hỏi mấy câu đó làm chi cho mệt vậy? Lâu lâu mới may mắn có cơ hội như vậy thì phải im đi chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thưa mẹ con đi học ạ. Mẹ mình đi làm. Nè cha đu à, bộ bạn có tin vui hả?
rất là vui luôn. Từ hôm nay mẹ của mình sẽ bắt đầu đi làm lại. Cái gì? Sao tin đó lại vui chứ? Sao lại vui hả? Vì bây giờ mẹ không có nhà, mình có thể ăn giặt và bày bừa thoải mái luôn. Vấn đề là mẹ đã cho mình tiền đóng đi dã ngoại rồi, nhưng bận quá nên mẹ quên và cho thêm một lần nữa. Cứ chờ đi, bạn sẽ không vui lâu nữa đâu. Tại sao chứ? Mình rất thích mẹ mình đi làm mà. Thì mẹ mình cũng đi làm nên mình biết nè. Mình chỉ ước gì mẹ mình ở nhà thôi. Trời ơi, thiệt là bạn bám mẹ tới vậy sao? Hay, từ từ rồi bạn sẽ hiểu được ý của mình thôi. Lúc đó đừng có khóc. Mẹ ơi, con về rồi. Sao mà trong nhà yên ắng quá vậy? Mọi thứ thật là trống rỗng, kỳ lạ ghê. Mẹ vẫn chưa về đâu chị ơi. Phải rồi ha, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm lại mà. Cuối cùng mình cũng được tự do rồi, thích quá đi. Chị ơi, chơi trò xe lửa với em đi chị. Nè, bỏ chị ra, chị còn phải đi coi tivi và ăn đồ ăn giặt nữa. Nhưng mà em thấy chán quá. Dạ, tôi xin lỗi quý khách. Chị gì ơi, chị có thể nhanh hơn không? Dạ đây, xin lỗi đã để chị đợi. Ủa, sao không có ống hút? Và còn tiền thối nữa chứ. Dạ phải hả? Nó đâu rồi ta? Thật sự xin lỗi quý khách. Thiệt là, sao chị chậm chạp quá vậy? Chắc mình phải trả tiền để đền mớ hàng này. Chào giám đốc, anh đi cẩn thận ạ. Hả, quản lý Jun, đi uống với tôi một ly không? Sao, hôm nay anh không về sớm nữa hả? Vợ của tôi đã bắt đầu đi làm lại, cho nên bây giờ tôi tự do rồi. Oh yeah! Hey, cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Dù ngày mai có như thế nào? Mẹ mấy đứa gì? Chào mẹ đi làm mới về. Vợ ơi, ngày đầu đi làm như thế nào? Cũng tạm ổn. Em đã để quên chìa khóa trên xe hàng rồi. Mẹ ơi, dưới tay mẹ đang cầm cái gì vậy? Nó đây hả? Trời ơi, dạo này mẹ thật là đáng trí quá đi. Mẹ đi làm như vậy thật là tốt, đúng không các em? Mấy đứa nè, dù mẹ không có nhà nhưng các con cũng không nên xem tivi suốt như vậy. Ba nữa đó, dù mẹ không có nhà nhưng mỗi ngày ba cũng không nên về trễ như vậy. Mẹ ơi, mẹ tắm cho con đi. Hôm nay người con dơ lắm luôn á. Ôi trời, hôm nay mẹ mệt lắm, bây giờ còn đau nhức khắp người đây nè. Để bữa khác nha. Hôm nay luôn đi mà mẹ. Thôi được rồi, nhưng mẹ chỉ rửa mặt cho con thôi đó. Hả? Cái đống lộn xộn này là gì đây? Mẹ biết ngay mà, nhà mình không thể nào sạch sẽ như vậy được. Bà xã, hôm nay em mệt lắm hả? Hôm nay anh đã đi uống hả? Đúng là không thể nào tin được mà. Tại sao anh không chịu về sớm hơn và tắm cho Barbie giùm em chứ? Thì lâu lâu anh mới đi mà. Chuyện này không thể chấp nhận được. Em đã phải làm việc vất vả để có thêm tiền sinh hoạt vậy mà. Ngày mai em còn phải dậy sớm để đi làm nữa chứ. Cha con mấy người tự giải quyết với nhau đi. Bà xã. Thiệt là không thể tin là mình lại có thể bị căng thẳng tới như vậy. Cố lên, hãy làm tất cả vì gia đình. Nan Hian à.
Barbie à, mẹ con đã đi làm từ sớm rồi. Ba ơi, ba có thấy đồ cột tóc của con không? Ba ơi, ba có thấy bộ váy công chúa của con đâu không? Chị cha đâu ơi, em thấy nhớ mẹ quá. Mẹ đâu rồi chị, chừng nào mẹ mới về? Hả? Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp đó. Chúng ta sẽ trễ mất, phải nhanh lên thôi. Nè cha đu, bạn có chuyện gì sao? Hôm nay mình thấy bạn hốc hác quá à. Đã vậy, bạn còn đang mặc bộ đồ cũ của hôm qua nữa kìa. Công nhận, trong cuộc sống của trẻ con thì không thể nào thấy bóng dáng người mẹ được. Bạn đang nói về cái gì vậy? Thấy chưa, mình nói với bạn rồi mà. Mẹ đi làm không phải là chuyện sung sướng gì đâu. Sao cũng được. Hả? Đây chỉ là đồ ăn giặt thôi mà. Mình muốn ăn cơm trưa kìa. Trời ơi, thiệt là khó chịu quá đi. Cái lưng của tôi. Dậy sớm làm việc đúng là mệt mà. Các con ơi, ba về rồi đây. Ồ, mà con trai của ba đâu rồi? Em ở trong phòng á ba. Ba về rồi nè, Barbie ơi. Hả? Không có ở đây. Barbie ơi, Barbie ơi. Ba, giờ nhắc mới nhớ từ lúc về nhà con đã không thấy em ấy đâu rồi. Con cũng vậy. Con không thấy cặp đi học của em đâu hết. Cái gì, không lẽ Barbie vẫn chưa về nhà sao? Hả? Phải gọi cảnh sát thôi. Cảnh sát phải không? Dạ, tôi muốn báo án. Bà Bi sao rồi? Đã tìm thấy con chưa? Tụi anh vẫn đang đi tìm đây. Rốt cuộc thì ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì? Là vậy. Mẹ ơi! Sơn Ghi à, đó là mẹ của con sao? Dạ, mẹ con kia kìa. À, đúng là mẹ con rồi. Dạ, chào cô, con về. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Em thậm chí còn không nhớ là mình có đi ngang qua nhà trẻ của Barbie nữa chứ. Tại sao em không báo cho nhà trẻ biết trước để họ giữ Barbie lại? Thật ra là em định nhờ cha đu đến đón con giùm em, nhưng cuối cùng em lại quên mất. Cái gì? Vậy là Barbie mất tính thiệt hả mẹ? Tất cả là lỗi tại em, Barbie ơi. Em đừng tự trách mình nữa. Barbie. Bây giờ chúng ta tập trung đi tìm con thôi. Barbie ơi! Em đang Barbie! Ở đây. Con đang ở đây. Barbie à? Anh có nhìn thấy đứa trẻ trong hình không? Nó là đứa con nhỏ nhất của tôi đó. Barbie ơi! Barbie ơi! Barbie ơi! Bên này không có, chỗ hai người thì sao? Tất cả là lỗi tại mẹ. Chỉ vì đi làm mà đã bỏ bê các con không chăm sóc. Không phải đâu mẹ ơi, đây là lỗi tại con. Con thậm chí còn không biết là em mất tích. Không đâu cha đu à, tất cả là tại mẹ hết. Mẹ ơi. Cha đu. Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy Barbie thôi. Mọi người coi đó có phải là Barbie không? Barbie ơi. Barbie ơi, tại sao con lại ở đây vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá chừng luôn. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nha. Con xin lỗi mẹ, từ giờ mỗi ngày con sẽ chơi xe lửa với em ấy 10 phút. Trời ơi, chắc là con đói lắm có đúng không? Mau về nhà ăn tối thôi. Lên đây, mẹ cõng con về. Dạ không sao đâu, con đã lớn rồi mà mẹ. Con có thể tự đi được. Chúng ta về nhà thôi. Barbie ơi. Có chuyện gì vậy? Bà xã vất vả cho em quá rồi. Em xin lỗi, anh và các con đã yêu quý em như vậy.
nhưng em đã làm cho mọi thứ rối tung lên hết. Bây giờ anh có một chuyện này muốn em làm. Trước mắt em hãy khoan đi làm cái đã, chờ cho Barbie lớn hơn một chút nữa rồi tính. Nhưng anh à, chúng ta sống tiết kiệm một chút, có em bên cạnh các con, anh cũng sẽ yên tâm để tập trung làm việc hơn. Ông xã ơi, em cảm ơn anh. Bà xã, anh đi làm mà. Đi Shadow nè, con có gì muốn nói với mẹ không? Về chuyện gì vậy mẹ? Chắc là mẹ đang định cho bạn tiền đi giả ngoại lần nữa đó. Bạn không được lấy nữa đâu đó. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Về chuyện tiền đi giả ngoại. Dạ, đúng rồi mẹ ơi. Con xòe tay ra làm gì vậy hả? Muốn nói dối nữa đúng không? Dạ, không, con có nói dối gì đâu. Cho cha đu, mẹ nói bữa mẹ nhớ nhầm nên đưa tiền cho con hai lần mà con vẫn lấy có đúng không? Chứ đâu phải tại con đâu, là mẹ đưa cho con mà. Con chỉ nhận những gì mà mẹ cho con thôi. Con mới nói cái gì đó? Mẹ ơi, ý của con là... Trời cha đu, con có biết làm như vậy là sai không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Hương vị sô-cô-la đậm đà, ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Cắt, lỗi rồi, tôi xin lỗi. Những người ở phía sau tránh sang một bên. Tôi chưa từng thấy ai tới khu của mình quay quảng cáo hết trơn á. Công nhận nhìn hay thiệt. Chị ơi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị á. Bạn im lặng đi, xấu hổ quá à. Chị ấy chưa đủ đẹp để làm một ngôi sao, chỉ do chị ấy diễn xuất tốt mà thôi. Trời ơi, làm sao mắt mũi miệng có thể nằm gọn trên khuôn mặt bé xíu đó được vậy chứ. Snack choco, mình ước gì được ăn snack choco nguyên một ngày luôn. Snack choco à. Mọi người ơi, trong lúc đang quay xin mọi người hãy giữ im lặng. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Khay à, như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng cô có thể ăn ngon miệng hơn bằng cách bỏ bột sô-cô-la vào miệng được không? Thử lần nữa nha. Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa đạo diễn. Tất cả chuẩn bị, bắt đầu. Ngọt ngào, giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Các, bây giờ chúng ta chỉ còn quay một cảnh toàn phía sau nữa thôi. Mọi người cố gắng nha. Được thì cũng được rồi, nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đạo diễn ơi, chúng ta phải quay xong trước hoàng hôn đó, liệu có kịp không? Không còn lựa chọn nữa, để về hậu kỳ sửa lại đoạn này cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cuối nha. Hãy diễn gợi cảm và ngọt ngào lên. Máy quay sẵn sàng chưa? Diễn. Cắt, ai đang ở đằng sau vậy? Nè cô bé, con đang làm gì ở đó vậy hả? Là chị tới khu của mình quay phim kìa. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Mẹ ơi, con và Nu Rong Chi được lên tivi nè. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại vị ngon của nó được. Ôi trời, cái gì vậy hả? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, ông là đạo diễn quảng cáo sao? Dạ, có chuyện gì không? Chị đã xem quảng cáo bánh snack choco chưa? À rồi, tôi mới xem xong. Nhìn con gái chị và bé mèo ăn rất ngon miệng nên tôi đã dùng đoạn phim đó vào quảng cáo. Hy vọng chị không thấy phiền vì điều này. Nhờ con gái của chị và bé mèo mà quảng cáo của chúng tôi đang rất ăn khách. Nên tôi có một đề nghị như vậy. Hả? Đạo diễn, ông mới nói ông muốn làm gì? Cái gì? Hợp đồng chính thức sao? Chuyện bạn nói là thiệt hả? Thiệt 100% luôn mà. Họ muốn mình và Nu Rong Chi quay quảng cáo cho họ thêm lần nữa. Ý bạn là họ muốn bạn làm diễn viên phụ để ăn điên cùng phía sau diễn viên chính hả? Đừng có nói như vậy, bạn còn chưa bao giờ được lên TV nữa kìa. Hả? Bạn nói gì? Mình không thèm chấp với mấy bạn đâu. Sẵn sàng diễn. Diễn tốt lắm, phản ứng rất tuyệt vời. Shadu, Nu Rong Chi, hai đứa làm tốt lắm. Sao mà hai đứa có thể diễn hoàn hảo chỉ với một lần bấm máy như vậy? Dạ, tụi con diễn tốt lắm hả chú?
Dĩ nhiên rồi, chứ không cần phải quay thêm nữa luôn. Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nuronchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? À, nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. Như vậy không được, mẹ sẽ giấu hết và chỉ cho con ăn mỗi ngày một túi thôi. Máy quay vẫn đang chạy đúng không hả? Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nuronchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? À, nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. 4.580 bình luận lận sao? Hơn 3.829.000 lượt xem và đang tăng lên nữa. Các bạn đã xem đoạn phim tạo nên cơn sốt gần đây trên cộng đồng mạng chưa? Đó là đoạn phim của một bé gái và một bé mèo với lượng người xem khổng lồ, vượt qua cả lượt xem của Gangnam Style. Và nó được dự đoán sẽ đạt 5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nè, sau khi xem xong quảng cáo tôi liền đi mua ăn thử. Bé mèo đó nhìn dễ thương quá đúng không? À, mẹ ơi, nhìn kìa. Bé mèo này chính là em ấy đó, có đúng không mẹ? Thật sao? Chị có thêm quảng cáo mới hả? Nghe thích quá đi, quảng cáo dễ gì vậy mẹ? À, là quảng cáo cho kem và mì ramen đó. Cha đưa sẽ là diễn viên chính trong quảng cáo mì ramen. Hả? Diễn viên chính hả? Bà xã ơi, anh đói quá. Đồ ăn ở trong nồi đó, anh tự lấy ăn đi. Hả? Mì ramen hả em? Mì ramen trên cả tuyệt vời. Hả? Hay quá. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngôi sao mới nổi đã tình cờ xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo Bé Chadu và Mèo Nuronchi. Chú chào hai đứa. Chú rất vui vì hôm nay tụi con đã đến. Nghe nói tụi con đang được nhận nhiều quảng cáo hơn. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên cho một diễn viên nhí, có phải không? Dạ, con và Nuronchi còn có cơ hội được biểu diễn trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới Phần 2. Tụi con sẽ vào vai em gái của người ngoài hành tinh và thú cưng của anh ấy. Thiệt luôn hả? Sao lại có thể như vậy được? Bực mình quá. Em gái à, đi ra nơi công cộng đừng có ăn giống người ngoài hành tinh nha. Không được ăn quá nhiều nữa. Không chịu đâu, đồ ăn ở trái đất ngon quá, em không dừng được. Ôi trời, thiệt là hết cách với em luôn. Thôi được rồi, nhưng đừng có ăn đồ ăn của bé mèo đó nha. Có biết không? Cắt. Được rồi, diễn tốt lắm. Để coi, cảnh tiếp theo chỉ có mỗi Chadu và cô S diễn chung thôi. Nuronchi có thể nghỉ giải lao. Chỉ có mỗi chị và cô S thôi sao? Nuronchi nè, giờ em hãy về phòng chờ trước đi, chị quay xong sẽ qua liền. Nuronchi ơi, chị xong rồi. Hả? Hả? Nuronchi? À, em trốn ở đây hả? Em đang ở đâu vậy? Tới lượt em rồi đó. Hay là em ấy đi vệ sinh ta? Em ấy đi đâu rồi không biết. Chú ơi chú có thấy Nuronchi của con đâu không? Không có, chú không thấy. Chadu à, đang làm gì đó? Con với Nuronchi mau qua đây đi. Dạ, chú chờ chút, tụi con sẽ qua liền. Tôi nghe đây. Ý con là bé Nuronchi bị mất tích hả? Con quay xong thì đi về phòng chờ, nhưng không thấy em ấy đâu hết. Tìm khắp nơi cũng không thấy luôn. Con bình tĩnh đi, đợi mẹ qua đó rồi mẹ con mình cùng đi tìm nha. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Không thấy, mẹ nghĩ là Nuronchi không còn ở đây đâu. Mẹ ơi, có khi nào Nuronchi đã về nhà rồi không mẹ? Con nghe nói mẹ có khả năng định vị rất tốt. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Mẹ ơi, chúng ta làm gì đi? Lỡ Nuronchi gặp tai nạn hay xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xin chào, tôi nghe đây. Hả? Con nói là con đang ở cùng Nuronchi sao? Xin hỏi bạn là ai? À, chắc bạn là Chadu phải không? Xin chào. Nè, bạn là ai? Tại sao lại mang Nuronchi của mình đi vậy hả? Mình là chủ của Nuronchi. Bạn nói cái gì? Mình là Nuronchi. Không, mình là chủ của Chi Chi. Tên thật của em ấy là Chi Chi. Làm ơn giúp con với chú cảnh sát ơi. Bạn ấy đã bắt cóc Nuronchi.
hành động này chính là rình rập, quấy rối và có âm mưu bắt cóc người nổi tiếng đó. Đừng chần chờ nữa chú ơi, hãy mau đi lấy Nuronji về cho con đi. Nuronji à? Chúng tôi tới để mang em ấy về nha. Trước tiên bạn hãy nhìn tấm hình này đi đã. Cái này là Nuronji lúc nhỏ mà. Mình đã để lạc mất em ấy, tìm suốt mấy tháng cũng không được nên mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã tình cờ xem được mẫu quảng cáo và nhận ra em ấy. Không phải đâu, Nuronji là do ba của mình mang về. Mình đã nói rồi, mình mới chính là chủ của em ấy, bạn hiểu chưa? Không, mình không hiểu. Em ấy là mèo của mình, là bạn của mình, là gia đình của mình. Nuronji, mau qua đây với chị đi, em sợ lắm có đúng không? Cô bé à, chú nghĩ đây là chủ cũ của Nuronji. Nếu đã như vậy, chú không thể lấy Nuronji về cho con được. Phải, tôi nghĩ con bé cần thêm thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này sẽ không quay quảng cáo được. Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho con bé. Mình không nên nhận lời quay phim, không nên quay quảng cáo hay phim truyền hình gì hết. Nếu lúc đầu mình không nhận lời thì Nuronji đã không bỏ đi như vậy. Mình nhớ Nuronji quá. Thương chị quá, mà Nuronji cũng xấu tính quá đi. Dù gặp lại chủ cũ thì em ấy cũng đừng quên chúng ta nhanh vậy chứ. Chị ơi, làm sao đây? Em cũng nhớ Nuronji quá. Mẹ ơi, có thật là hôm nay nhà mình sẽ ăn bít tết không mẹ? Dĩ nhiên rồi, hôm nay các con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, vừa ăn vừa xem phim nữa. Shadow à, con muốn xem phim nào nhất nè? Con không biết, phim gì cũng được. Ai lại đem rác bỏ trước nhà mình vậy hả? Cái tiếng gì nghe quen quen. Ủa con gái, em Chi Chi đâu rồi hả con? Con đã gửi nó về lại nhà của Shadow rồi mẹ ơi. Nó đi ra ngoài khắp nơi, lại còn cào đầy tường nữa chứ. Ngày nào nó cũng làm con khó chịu á. Nhưng mà lúc đầu chính con nói là muốn mang em nó về rồi mà. Thì tại con tưởng nó nổi tiếng, sau đó con sẽ được lên TV nữa. Nhưng mà người đạo diễn tìm không phải là con mèo đó. Nếu không có Shadow thì cũng không có ai đến tìm nó để quay hình hết á. Nè mấy đứa, ba thấy mình nên gọi cho nhà bên đó để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có được không? Ba đừng có gọi. Con không quan tâm bên nhà đó đã xảy ra chuyện gì hết. Nuronji đã quay về rồi, vậy là được. Ba biết rồi, ba không gọi nữa. Ôi trời đất ơi, lạnh quá vậy nè. Ôi trời, một năm trôi qua nhanh như mũi tên vậy. Chưa gì đã hết tháng 11 rồi. Nhanh gì chứ mẹ, con thì lúc nào cũng tự hỏi khi nào mới hết năm đây. Con chờ đợi muốn mỏi mòn luôn đấy mẹ ơi. Cuối cùng, cuối năm cũng tới rồi. Hey, thịt bò Hàn Quốc. Mẹ mình là đầu bếp. Mẹ, phần thưởng cuối năm của ba ổn đúng không mẹ? Tuần sau chúng ta có thể đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi phải không mẹ? Tới rồi nè. Mấy đứa à, hãy nhìn những miếng thịt tươi ngon kia kìa. Nhớ là đừng có vô bếp làm phiền trong khi mẹ đang nấu ăn. Mấy đứa con mau vô phòng làm bài tập hết đi. Nếu không nghe lời thì ngay cả canh cũng không được ăn đâu. Dạ alo, xin nghe. Hả Minji, có chuyện gì? Shadow à,
Bây giờ mình có thể tới nhà của bạn không? Cả nhà mình ra ngoài hết trơn rồi, còn có một mình ở nhà à. Mình sẽ đi mua bánh gạo đem qua. Bạn vẫn chưa ăn cơm có đúng không vậy? Phải làm sao đây Minchi à? Bây giờ nhà mình có khách rồi, cho nên chắc là hẹn bạn. Vậy sao? Mình còn định đến nhà luôn mà không gọi trước, nhưng mình cảm thấy hơi bất lịch sự. Thôi không sao đâu mà, mai chúng ta gặp lại nha. Tạm biệt. Nhà mình có khách tại sao chị cho đúng? À, làm giật mình à. Chị không cho chị Minchi tới nhà chúng ta vì chị không muốn chị bớt phần thịt cho chị ấy ăn, có đúng không? Phải rồi đó. Chị ấy là bạn thân của chị chứ bộ. Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới tình bạn thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Ăn từ từ thôi, còn cả nồi lẫn mà. Chào buổi sáng. Xin chào cha Đu à. Bụng của bạn bị sao vậy? Bạn đang giấu trái banh trong bụng hả? Không lẽ bụng của mình nhìn bự đỏ luôn vậy hả Minchi? Là bụng của bạn. Đúng rồi, hôm qua mình ăn hơi nhiều thôi mà. Hôm qua bạn nói nhà bạn có khách mà, chắc hẳn là bạn đã ăn nhiều món ngon lắm. Mình quên mất tiêu chuyện đó. Hôm nay mình có mang cái này cho bạn nè. Là snack choco. Hôm qua anh của mình mua cho mình, nhưng mình không ăn mà để hôm nay đem ăn chung với bạn. Thật vậy sao? Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới bản thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Nè, chắc bạn no lắm, nhưng cùng nhau ăn một miếng đi. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Minchi lúc nào cũng vậy, có cái gì ngon cũng để dành đem chia cho mình hết á. Còn mình thì lại... Minchi à, hôm nay bạn đến nhà mình và cùng ăn tối với mình có được không hả? Cảm ơn bạn vì đã mời mình tới ăn tối. Còn cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cái món này là gì? Dạ không, thịt này sao mà ngon quá à. Cái con bé này đúng là biết thưởng thức quá nha. Ấy chà, còn rau xà lách nữa mà bác quên mang lên rồi. Dạ được rồi, con cảm ơn bác. Đã ăn thì phải ăn cho đúng cách chứ. Mặn quá, nhai vô miệng thì vị mặn hơn. Con ăn nhiều vào nha Minchi. Cha Đu à, hôm nay mình đã ăn rất là ngon luôn. Mai gặp lại ở trường nha. Lần sau mình ăn nữa nha. Không cần đâu, hôm nay mình đã ăn rất nhiều rồi. Thôi mình đi đây hả? Con về rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, lấy cơm cho con ăn với, con đói bụng quá à. Cái gì chứ, không phải con ăn tối ở nhà cha Đu rồi mới về hay sao? Sếp ơi, sếp đã làm gì với phần thưởng lần này vậy sếp? Tôi đã đưa cho vợ tôi để mua thịt bò Hàn Quốc cho bọn trẻ ăn rồi. À, phải rồi ha, vợ của sếp nấu ăn ngon lắm mà. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Nấu ăn ngon hả, ai nói vậy chứ. Bởi vì bò Hàn Quốc mắc quá nên tôi không ăn thường xuyên thôi. Chứ món ăn có mùi vị gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhà sếp không phải ăn rất ngon hay sao? Bình thường chỉ có ăn cỏ thôi. Thử ném một đống thịt cho ăn coi, nấu kiểu gì mà chẳng thấy ngon. Minchi à, hôm nay không cần phải tới học viện học có đúng không? Bạn có muốn tới nhà mình ăn tối hay không? Không cần đâu cha Đu à. Hôm nay mình sẽ mời bạn tới nhà của mình. Mẹ mình sẽ làm món sườn bò hầm nên kêu mình rủ bạn cùng tới ăn đó. Ủa thật vậy hả? Nhưng bạn sẽ không cảm thấy gì chứ? Chuyện gì hả? Mình hơi khó ăn đó nha. Lỡ mẹ của bạn nấu món thịt không hợp với khẩu vị của mình thì sao? Cô ơi, cô cho con hỏi, món này là món gì vậy cô? Đây là món sườn bò hầm, con có thích hay không vậy? Không thể nào tin được mà. Món thịt hầm rất mềm rất thơm, khi ăn nó tan trong miệng luôn. Đây là món thịt hầm thật sao? Mẹ ơi,
làm vậy với tụi con kia chứ? Con bé này đang nói cái gì vậy? Lúc giờ mẹ nấu thịt bò Hàn Quốc theo kiểu gì vậy hả mẹ? Món sườn bò hầm của mẹ làm dở quá trời quá đất luôn á. Nói cái gì vậy hả? Con vừa mới được ăn món sườn bò hầm mà mẹ của Minh Chi làm đó mẹ. Ngon lắm luôn đó. Món mẹ làm không thể nào so sánh được đâu. Chị nói gì vậy chứ? Con đang nói cái gì vậy hả? Con nói đi, con vừa ăn cái món gì ghê gớm dữ vậy? Con có lén mang về bột ít đây nè mẹ. Mẹ cũng nên ăn thử một miếng cho biết đi. Làm gì mà gói mang về như đi ăn xin vậy? Thì tại vì nó ngon quá mà. Em nữa. Đúng là ngon quá trời quá đất luôn à. Ôi, thiệt là hết chịu nổi mấy cái đứa này mà. Tao đưa đây cho mẹ ăn thử coi. Mà đúng là ngon thiệt. Cho dù có ngon hơn mình nấu đi chăng nữa thì chúng cũng không nên làm cho mẹ của chúng xấu hổ như vậy mới phải chứ. Đúng là nuôi chúng bao nhiêu năm nay tốn công thiệt mà. Sao nước không mát gì hết trơn vậy nè? Cái gì đây hả? Thịt bò để đây đâu có tiêu hết rồi. Cô ơi cô, con có thể dùng phần thịt này để nấu sườn hầm cho con có được không ạ? Cha đu à? Cái con bé này tại sao con lại làm cho mẹ xấu hổ như vậy chứ hả cha đu? Dạ alo. À mẹ Sơn Hun hả? Tôi là mẹ của cha đu đây, may là chị có nhà. Mẹ cha đu à, có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy? Lần trước tôi có nghe chị nhận được chứng chỉ đầu bếp món Hàn có đúng không? Tôi chịu trách nhiệm nấu nè, bây giờ mới cực như vậy nè. Mấy đứa à, ba về rồi nè. Hả? Mẹ của tụi con đâu? Dạ con không biết, con về nhà đã không thấy mẹ rồi. Ba ơi ba, con đói bụng quá. Ở nhà không có cơm sao? Bộ hôm nay mẹ mấy đứa không nấu cơm hả? Tưởng gì món sườn bò hầm dễ nấu thấy mồ, có gì khó khăn đâu chứ. Mẹ cha đu à. Chị có khỏe không, mới đi chợ về hả? Xách lỉnh kỉnh nhiều thứ quá ta. Coi bộ hôm nay có khách tới nhà chơi hay sao vậy chị? Nói tôi nghe coi. Trời ơi, tuần này chúng tôi có một bữa tiệc tại nhà văn hóa cộng đồng. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ cho các ông bà lớn tuổi, chứ đâu có khách khứa gì đâu chị. Còn người chịu trách nhiệm nấu là mẹ của Minh Chi. Chị vừa nói cái gì chứ? Mẹ của Minh Chi chịu trách nhiệm nấu nướng sao? Mẹ của Minh Chi nấu ăn ngon mà. Lần này chị ấy sẽ nấu món sườn bò hầm. Không biết có cần thêm người phụ không? Ăn nhiều vào nha mọi người. Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Chà, món này đúng là ngon quá ha. Ôi trời đất ơi, món sườn bò hầm chắc là ngon lắm. Đúng không hả mẹ cha đu? Nhiều thứ để dọn dẹp quá, không còn thời gian nữa, để tôi đi rửa chén nha. Không cần đâu, tôi sẽ rửa chén để mẹ của Minh Chi có thể về được rồi. Nấu ăn cả buổi chắc là chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ ơi sao mẹ về trễ vậy? Tụi con đói lắm rồi. Trong tủ lạnh chỉ có kim chi thôi, cho tụi con ăn cơm đi mà mẹ. Cái này là chính tay mẹ làm đó, sẽ không ngon đâu. Mẹ hỏi mấy đứa một câu nha, bây giờ các con muốn ăn kim chi hay là muốn ăn thịt bò đây? Dạ ăn thịt bò. Mẹ cha đu à, chị đừng có buồn nha, có thể có sai sót mà.
Học nấu ăn gấp gáp như vậy, đương nhiên là sẽ có sai sót rồi, chị đừng có bận tâm. Chị đang nói cái gì vậy hả? Ai sai sót chứ? Bữa tiệc tại trung tâm văn hóa cộng đồng đó. Ôi trời, cái đó tôi làm giống như mọi lần tôi làm thôi mà. Cái này đều là sườn bò hầm. Tôi đã gói hết phần còn lại mang về. Tôi nghĩ nhất định sẽ không ai đụng tới chúng đâu. Tôi nghĩ tôi không cần làm món phụ trong vòng một tháng. Con làm cái gì vậy hả? Nếu con không muốn ăn đòn thì hãy giữ im lặng một chút đi. Mẹ ơi, má. Con làm gì mà cứ kêu mẹ hoài vậy? Tắt tivi mau lên. Mẹ ơi, mẹ tắt giùm con ơi. Nếu sợ thì đừng có coi phim ma. Mau ra ngoài đó nghe điện thoại đi. Minh Chi gọi cho con kìa. Minh Chi à, là mình đây, có chuyện gì vậy hả? À, Shadow ơi, bạn hãy trả lại cuốn tập mà bữa trước bạn đã mượn của mình đi có được không? Sao, mình đã mượn tập của bạn hả? À, là cuốn tập đó hả? Nhưng mà mình đã bỏ quên ở lớp rồi. Vậy thì để sáng thứ hai mình sẽ trả lại cho bạn được không? Cái gì chứ? Thứ hai là thi giữa kỳ rồi, làm sao mình ôn bài được đây? Mình đã nhắc bạn trả lại rồi. Hả? Gì chứ? Hôm thứ hai là tới thi vũ kỳ hả? Mấy bài tóm tắt ôn tập của mình đều nằm ở trong đó hết. Làm sao mình ôn bài được? Mình xin lỗi nha Minh Chi. Mình thật sự không biết thứ hai là thi vũ kỳ. Mấy giờ rồi hả? Bây giờ cũng chưa trễ lắm đâu. Chúng ta đến trường xin bác bảo vệ vào lớp lấy nha. Bây giờ sao? Ngày mai là chủ nhật rồi, trường sẽ không mở cửa đâu. Vì vậy bây giờ mình sẽ đi. Nếu bạn không muốn đi thì mình cũng dẫn đi. Sao mình lại có thể để cho bạn đi một mình được? Thôi được rồi, 10 phút nữa chúng ta gặp nhau rồi đi tới trường. Vậy nha, chút nữa gặp lại. Chưa tới 9 giờ mà. Thôi được rồi, giờ đi vẫn còn sớm. Chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Con chưa tắt tivi kìa. Mẹ con tắt đây. Mẹ ơi, con đi qua gặp Minh Chi chút nha. Đã trễ rồi còn đi đâu nữa hả? Sao tối hôm nay trời lại nhiều gió quá vậy? Mà chắc là cái hẻm này lúc nào cũng vẫn tối như vậy ha. Ngày nào chúng ta cũng đi đường này mà. Nè Minh Chi à, bạn có muốn chạy không? Cái là cái gì vậy? Là cái gương thôi mà. Gương? Shadow à, chào bạn. Nghe nè Minh Chi à. Không biết là bác bảo vệ có ở trường không á? À, đương nhiên rồi, làm gì có trường nào không có bảo vệ chứ. Này mong bằng bánh mày. Đó không phải là Don Don sao? Nè Don Don ơi, sao bạn lại ở đây một mình vậy? Mấy bạn kia đâu? Junseok và Jaehyun đã đi đến trung tâm giáo dục để học thi rồi. Bọn họ đã bỏ rơi mình. Không lẽ hai bạn cũng đi đến đó học sao? Không có, tụi mình đang đi tới trường. Đến trường? Giờ này đến trường để làm gì? Lấy cuốn tập mình bỏ quên ở trong lớp. Có vẻ như hiện giờ bạn không bận gì hết. Bạn có muốn đi cùng tụi mình không? Shadow à, sao bạn lại rủ Don Don đi chung? Thì thêm một người đi càng vui hơn. Và tụi mình còn bất sợ hơn.
mình thật xin lỗi, mình có hạn với Jun Suk nên mình không thể đi với hai bạn được. Nè, đúng là nói dối. Bạn vừa mới nói Jun Suk và mấy bạn khác đã đi học thi rồi mà. À quên, đúng rồi, không phải Jun Suk mà là... Là bạn đang sợ có đúng không? Không hề đâu nha. Một người can đảm như mình đây không hề sợ gì hết. Có máu ở chân bạn kìa. Bạn đúng là một người nhát gan, to xác nhưng mà có lá gan của con chuột, còn dám nói mình là người can đảm không sợ gì hết nữa. Cái gì chứ? Bạn nói như vậy đã đủ chưa? Nếu không đúng thì bạn hãy chứng minh đi. Mình không biết phải chứng minh làm sao hết. Thôi được rồi, nếu như các bạn cảm thấy sợ thì mình sẽ đi chung với các bạn luôn nha. Nè, gì vậy chứ? Còn sáng hơn cả ban ngày nữa. À, đó chính là bác bảo vệ kìa. Được rồi, sao còn không mau vào trong đó đi. Bác bảo vệ ơi, chắc là bác bảo vệ đang bận rồi hay sao á. Chúng ta cứ vào trong lớp lấy cuốn tập đi. Nè Minchi ơi, mình thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bạn nha. Lần sau mình hứa sẽ trả tập sớm hơn. Không cái gì đâu mà. Bạn có muốn đến nhà mình để cùng ông bà chung không? Không mở cửa được nè. Sao chứ? Nè, có ai ngoài đâu vậy? Mình nhớ chắc chắn là khi vào lớp để mở cửa sẵn mà. Làm gì mà dữ vậy, đồ nhát gan. Mình đếm đến ba, tất cả chúng ta cùng kéo nha. Hiểu rồi chứ? Một nè, hai nè. Đau quá. Không hay rồi, chắc là đã bị thương. Bạn đứng lên có được không? Đau lắm, đau lắm. Minchi à, bạn hãy đỡ ở bên phải nha, còn mình sẽ đỡ ở bên trái. 1, 2, 3. Cái đồ mập ú ú này, bạn ăn cái gì mà sao lại nặng dữ vậy hả? Mập quá đi. Giảm cân đi, giảm cân đi. Có biết chưa hả? Minchi à. Ê Minchi à, vậy là không được rồi, phải lăn bạn ấy thôi. Trời đã, tiếng đó là tiếng gì vậy? Shadow, Minchi à, đừng bỏ mình ở lại. Lối thoát hiểm kìa, sắp ra bên ngoài rồi, chạy nhanh lên đi. Thì mình đây đâu có gió. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. À, đúng rồi, đó là bác bảo vệ. Bác bảo vệ ơi. Bác bảo vệ đi đâu mất tiêu rồi. Giờ này còn ai ở đây chứ? Trời tối rồi mà các con còn làm gì ở đây hả? Các con lấy giờ cái gì? Hả?
Ờ, chỉ là áp phích quảng cáo thôi mà. Chắc là gió thổi bài tới đây. Nhưng mà trễ rồi, sao các con còn tới trường làm gì? Tụi con tới để lấy tập. Lần sau còn đến lấy đồ vào giờ này các con sẽ sợ chết luôn đó. Còn con không sao chứ? Chân của con bị sưng như vậy chắc là đau lắm hả? Con không sao đâu bác bảo vệ. Bác có thể cho con xuống trước cổng trường. Con cảm ơn bác nhiều. Mà bác ơi, bác cần phải cẩn thận đó nha. Ở trong trường có nhiều tiếng động kỳ lạ lắm. Cửa còn tự động đóng lại nữa. Ở đây làm gì có mấy chuyện đó. Chắc là do các con sợ quá nên tưởng tượng. Không có đâu. Con nói thiệt đó bác. Bác nhớ là phải mang theo đèn pin và luôn bật sáng nó đó. Cảm ơn con đã quan tâm. Nhưng bác có thể đi ở trong bóng tối được. Các con về nhà cẩn thận và đừng có sợ gì hết nếu như nhìn thấy áp phích ở trên đường nha. À, có biết chưa? Dạ, con cảm ơn bác. Ờ, được rồi, nhớ phải đưa các bạn của con về tận nhà nha. Trời ơi, mọi thứ đã bị hư hết rồi. Dạ, thưa cô giáo, tôi nghĩ cần phải thay đồ mới lại thôi. Ai có thể làm được việc này chứ? Tôi sẽ kêu quản lý nhà kho sẽ cho thay thế mọi thứ vào ngày mai. Xin chào cô giáo. Ôi trời ơi. Bác bảo vệ ơi. Hả? Nè mấy đứa, có chuyện gì vậy? Bác ơi, cho con hỏi bác bảo vệ ở đây tối thứ bảy hiện có đang ở trường không? Hả? Không có gì, tụi con chỉ muốn cảm ơn bác ấy thôi. Hôm nay bác ấy có đến trường không vậy? Bác bảo vệ nào chứ, mấy đứa đang nói gì vậy? Bác là bảo vệ duy nhất của trường mà. Mà hơn nữa, không ai ở đây vào tối thứ bảy hết. Công nhận trò đó vui thiệt đó. Minchi à, chúng ta ăn bánh gạo cay không? Ý kiến đó rất hay. Chanu Minchi. Các bạn đang đi đâu vậy? Chút nữa phải đi học thêm nên bây giờ tụi mình muốn đi ăn bánh gạo cay đó. Muốn đi chơi điện tử với mình không? Khu trò chơi điện tử ở đằng kia kìa. Vừa có trò chơi mới vui lắm á. Bạn đi đi, mình không có tiền để chơi đâu. À, có phải trò Burger Burger không? Trò đó vui lắm luôn á. Bạn chơi trò đó rồi hả? À, mình đã chơi một lần rồi. Mình nghĩ là bạn sẽ thích nó. Bạn có muốn chơi thử không, Shadu? Nếu thích thì chúng ta chơi dài dáng đi. Cũng được. Nếu bạn thích thì chúng ta cùng chơi. Nghiện chơi điện tử. À, trò Bugo Bugo. Minchi à, bạn muốn cùng đội với mình không? Mình muốn cùng đội với Shadu à. Được thôi, vì mình thật sự cũng không. Không có vui, chỉ thấy đau tay thôi à. Hay là mình thử chơi trò này xem sao. Thua rồi. À, tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Hai đứa mình cũng vậy. Nhưng mà không biết Shadu chơi xong chưa nữa. Chạy nhanh lên đi. Hay lắm. Chạy nhanh lên. Lên nhanh lên. Shadu à, bạn đã chơi xong chưa? Tụi mình có phải đi học thêm nữa đó. Một chút xíu nữa thôi là mình thắng rồi. Mình thấy Shadu mê quá rồi. Chúng ta phải đi thôi, nếu không trễ giờ đó. Đúng rồi đó. Don Don à, bạn hãy đi học thêm đi. Còn bạn Minchi à, đi trước đi. Mình chơi một ván nữa sẽ tới liền. Cái gì, bạn chơi nữa hả?
Bởi vì trò này hay hơn là mình nghĩ. Mình chơi thêm một ván nữa thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Vậy thôi được rồi, khi nào về nhà mình sẽ gọi cho bạn. Được rồi, hẹn gặp bạn sau nha. Chơi một ván nữa thôi. Nhanh lên. Không biết mình đã học bao lâu nữa, mệt thiệt á. Thôi mình đói bụng quá. Sắp giành chiến thắng và lấy được cúp vàng rồi. Cũng là do mình đã cố gắng hết sức. Đưa tay của chị mà. Ủa đây nó là của chị. Đưa đây. Đừng tự đi. Hãy ra ngoài giải quyết. Cha đưa quay. Chị Mimi muốn lấy tiền của em kìa. Chị hay là chị ấy đi. Chị nhìn thấy nó ở trên sàn nhà trước mà. Đưa đây cho chị. Em đang bỏ vào ống heo thì tự nhiên nó bị rớt ra chứ bộ. Chuyện bỏ ống heo. Em trai à, chị chỉ lấy 50 won thôi. Chị thật sự xin lỗi. Ôi trời đất ơi, nếu nó không có ở nhà con thì nó ở đâu được chứ. Cô đã tìm cha đua ở khắp mọi nơi rồi nhưng mà không thấy. Chị không biết là bác đã tới tìm cha đua ở chỗ đó chưa? Chỗ đó là chỗ nào? Nhanh lên nào, nhanh lên nữa đi. Đúng rồi đó. Nhanh lên nữa đi. Tốt lắm. Nhanh lên nữa đi. Bộ con bị mất trí rồi đi. Sao hả? Nhanh lên nữa. Sao con dám bỏ đi học thêm và còn lấy tiền của em đi chơi cái trò vô bổ đó nữa hả? Cha Đu à, mẹ bạn giận lắm hả? Cũng vì mẹ bạn lo quá nên mình phải nói ra chỗ đó thôi. Vậy thì cha Đu à, chút nữa sau khi học xong tụi mình sẽ đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ đãi bạn. Thiệt hả? Minchi à, bạn có thể cho mình mượn tiền có được không? Thay vì đi ăn món bánh gạo cay. Tối hôm qua mình gần giành được cúp vàng rồi. Lúc đó chỉ cần chơi vài ván nữa thôi. Không ngờ mẹ của mình lại tới lôi mình về. Cha Đu à, bạn bị sao vậy? Bạn khiến mẹ bạn giận như vậy chưa đủ hay sao chứ? Mình chỉ cần chơi 3 ván nữa thôi à. À không, 2 ván nữa à. Tất cả cũng lỗi tại mình đã dẫn bạn đi chơi điện tử. Lẽ ra chúng ta nên đi ăn bánh gạo cay thì sẽ không sao rồi. Minchi à, bạn không cần phải hối hận đâu. Chỉ cần cho mình mượn tiền thôi. Cái gì chứ? Bạn đừng có mơ, còn lâu mới cho bạn mượn tiền á. Không cho mình mượn thiệt sao? Mình đã nói là chỉ chơi vài ván nữa thôi mà. Vậy mà bạn không chịu giúp mình. Bạn bè vậy mà được sao hả? Vậy thì mình không thèm nữa đâu. Nè cha đưa mà bạn đi đâu nhờ? Mặc kệ mình đi. Cha đưa một chai thì sẽ bán được 10 won. Vậy thì 10 chai sẽ bán được một ván. 20 chai thì được 2 ván. 30 chai thì được 3 ván. Nè cha đu, bạn đang làm gì ở đây vậy hả cha đu? Sơn Hun à. Cha đu, mặt bạn bị sao vậy? Bạn bới rác nhà mình làm gì vậy? Rác nhà Sơn Hun hả? Ôi trời đất ơi, mình đang làm cái gì vậy chứ? Mày làm cái gì vậy chứ? Đúng thật là ngốc mà. Ghê. Chỉ một chén nữa thôi. Mình bị cái gì vậy? Không được. Có ai ở nhà không? Dạ anh muốn tìm ai? Chuyện là như vậy. Có cô bé này đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu chúng tôi trói cô bé lại đó. Cái gì? Trời cha đu, dạo này con bị làm sao vậy? Cô bé không bị làm sao hết. Cô bé nói hãy trói cô bé vào cột bởi vì không thể dừng chơi các trò chơi điện tử được. Sao cái gì chứ? Trời cha đu, sao con không chịu nghe lời của mẹ hả? Con sẽ biết tay mẹ. Mau lại đây. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên. Tôi mong hai ông bà hãy bình tĩnh lại.
đây là do quá nghiện trò chơi điện tử nên bị mất tự chủ thôi. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé, chúng ta nên đưa cô bé đến đó. Ba mẹ ơi, hãy mau đưa con tới đó đi. Con muốn hết bị nghiện chơi điện tử, nó sẽ làm tiêu tan đời của con mất. Ôi trời ơi, hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mà không biết nơi đó có thể giúp được cha đu hay không vậy. Đưa con tới, con không muốn mình bị như vậy nữa đâu. Con biết mình đang nói cái gì hay không hả? Chào mừng đến trại rèn luyện. Được rèn luyện ở đây, các em sẽ trở nên khỏe mạnh và sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Các em hiểu chưa? Dạ. Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Các em sẵn sàng chưa hả? Dạ, tụi em đã sẵn sàng rồi. Kỳ lạ thiệt đó, rõ ràng mình vừa thấy cái gì đó. Tiếp theo, vượt chướng ngại. Đây là bài rèn luyện khó nhất. Các em cần phải vượt qua các chướng ngại vật. Nào, nhóm thứ nhất hãy chuẩn bị tất cả vào vị trí. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Cái gì vậy? Sao hắn lại ở đây chứ? Người muốn thách thức ta có đúng không? Được rồi, vậy thì hãy xem đây. Ôi trời ơi, nhanh lên một chút nữa, nhanh lên một chút nữa thôi. Chả đủ ơi, em có sao không? Rõ ràng hắn ta mới ở đây mà. Nè chả đủ, em nói ai vậy hả? Không có ở đây, vậy nghĩa là mình đã thắng rồi. Ôi trời. Chà đu à. Chà đu à, nhìn con ổn hơn trước nhiều lắm rồi. Con đã hết nghiện trò chơi điện tử rồi chứ chà đu. Em cha đu đã hoàn thành các bài luyện tập một cách rất xuất sắc. Con cảm thấy rất vui vì con đã hết nghiện. Con gái à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên con Ngân không nói nữa vậy? Hắn ở sau lưng ba mẹ kìa. Ôi trời ơi, mẹ có thấy gì đâu. Hắn ta kìa. Hắn ta trở lại. Nhưng con thắng hắn rồi mà, không thể như vậy được. Cha đu à, em hãy bình tĩnh lại. Bắt buộc phải dùng phương pháp này chứ không còn cách nào khác. Dạo này bạn có gặp cha đu không? Không có. Nghe nói bạn ấy phải đến trại rèn luyện sức khỏe gì á. Yeah. Không biết tới khi nào mới quay về. Chơi nữa. Mình muốn chơi nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng của mình. Giờ về thôi cha đu à, chơi xong rồi có phải không? Dạ rồi thưa mẹ. Tuyệt lắm. Và từ đó mình không bao giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Hello, 가는 시간 지나
가득 채운 널 사랑해 그리고 설레.